I'm always willing.
excellent. Thật sự mà nói là Hồng Sâm không bao giờ dám đi làm người mẫu giống gì đâu, nhưng mà thằng em này thì cỡ nào cũng chơi hết. Ngày đầu tiên Danny thì nói về là hỗ trợ cho những người trẻ ha. Ngày đầu tiên Danny ra đời để mà làm cái nghề này là hầu như không có người support. Hồng Sâm là người đầu tiên mà believe in Danny và nói là em cứ làm thì chị sẽ hỗ trợ cho em. Và đến ngày hôm nay, look at Danny get to today. Một tràng pháo tay một lần nữa cho tất cả models và Danny Couture. Thank you models. Thank you so much that model. Thank you very much. Một tràng pháo tay thật lớn cho các model của chúng ta ngày hôm nay. Phải nói là rất là tuyệt vời phải không? Nhưng mà hạnh diện nhất là những tà áo dài Việt Nam của chúng ta, nơi đâu thấp thoáng tà áo dài, nơi đó chúng ta thấy cả quê hương, và đặc biệt hơn là chúng ta thấy các người mẫu.